Chúng tôi có đến 5 khách mời thưa quý vị. Em quyết định quay trở lại với một bộ dạng mới, mạnh mẽ hơn xưa. Không anh. Có Em thật sự ngu ngơ. Mời chào ngoài tay cho Eric, chào anh Thành. À, sợ không anh? Anh Eric muốn nói với anh Thành là anh thật sự ngu ngơ. Eric chào tất cả mọi người và bây giờ Eric. Là hoa tâm mụn, hoa tâm mụn là hoa tâm mụn. Hoa tâm mụn có mặt ở đây để làm gì, là để làm gì? Chưa có bộ là chưa có bộ, chưa có bộ hôm nay có bộ. Có bộ cả nhà cùng vui. Anh em ơi, anh em ơi. Những khoảnh khắc cuối cùng. Nếu có kiếp sau, tôi cũng muốn làm một nghệ sĩ. Đây không phải là một chương trình trai xinh gái đẹp đến để chọn nhau thưa quý vị. Đây là một chương trình mà nó mang đến cho Việt Nam chúng ta một bộ mặt mới. Khi mọi người nhìn vào đây, đây là những người Việt văn minh. Họ tìm đến một chương trình uy tín để họ chọn nó làm nơi để nói ra những tâm tư tình cảm của mình. Và chúng tôi sẽ hết mình để bảo vệ cái uy tín của người ấy là ai. Trong tất cả quý vị, ai cũng có thể là người ấy. Và người ấy có dám lên người ấy là ai để nói ra điều đó hay không thôi. Đón xem tập 13 của Người Ấy Là Ai mùa 3 sẽ được lên sóng vào lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel.